Xin chào tất cả các em, chúng ta cùng tiếp tục đến với English 10, Our Houses in the Future, the Skills 2. Ở cái phần kỹ năng này, chúng ta sẽ tập trung nhiều vào phần nghe em nhé. Listening. 1. Listen to Nick and Linda talking about their dream houses. Which house would each prefer? Write their names under the correct pictures. Ở phần này, em sẽ được nghe hai bạn Nick và bạn Linda cùng nói về ngôi nhà mơ ước của họ. Vậy thì họ sẽ thích ngôi nhà nào hơn? Ở đây chúng ta có động từ prefer. Prefer có nghĩa là thích hơn. Hãy viết tên của các bạn ở dưới bức tranh tương ứng. Ở đây chúng ta có hai bạn, bạn Linda và bạn Nick. Ở đây, tuy nhiên chúng ta có ba bức tranh. Chúng ta cùng khai thác các bức tranh lên nhé. Ở bức tranh đầu tiên, chúng ta nhìn thấy nó có vẻ là một căn hộ, a flat, và nó có vẻ ở trong thành phố đúng không nào? In the city. Và nó nhìn ra rất là nhiều cây xanh, có thể là một công viên, park view. Ở bức tranh số 2, em nhìn thấy ngôi nhà này ở trên núi, in the mountains, và nó được bao quanh bởi rất nhiều cây xanh. It's surrounded by many tall trees. Ở bức tranh số 3 thì lại khác hẳn. Đây có thể là một biệt thự, villa. Nó có một cái bể bơi, a swimming pool. Và nó ở gần biển, it's by the sea. Vậy bây giờ chúng ta hãy lắng nghe xem là bạn Nick và bạn Linda sẽ mơ ước về ngôi nhà nào em nhé. Unit 10. Houses in the Future. Page 45. Skills 2. Listening. Activity 1. Listen to Nick and Linda talking about their dream houses. Which house would each prefer? Write their names under the correct pictures. Can you tell me about your dream house, Linda? Well, it's a big villa by the sea. It has a view of the sea. It has a swimming pool and a garden. My dream house is different. Really? What's it like? It's a beautiful flat in the city. It has a park view in front and a city view at the back. Ah, sounds great. It has a super smart TV. I can watch films from other planets. That sounds great too. But I think it'll be... Chúng ta đã nghe xong, vậy thì bức tranh số 2 không có bạn nào mơ ước về đúng không nào? Chúng ta có number 1, Nick, number 3, Linda. Activity 2. Listen to the conversation again. What is important to Linda? What is important to Nick? Tick the columns. Ở bài số 2, em hãy nghe đoạn hội thoại một lần nữa. Điều gì quan trọng với Linda? Ở đây từ important, nó là tính từ, có nghĩa là quan trọng. Và điều gì thì quan trọng đối với Nick? Hãy tích vào cái cột tương ứng với tên của mỗi bạn nhé. Ở đây chúng ta có hai bạn Linda và bạn Nick. Number 1, park view. Nhìn ra công viên. Nếu mà bạn Linda, bạn ấy thấy cái này là quan trọng thì chúng ta sẽ tích vào đây. Còn nếu bạn Nick thấy đó là quan trọng, chúng ta sẽ tích vào cột của bạn Nick. Number 2, city view. Nhìn ra thành phố, quang cảnh thành phố. Number 3, sea view. Nhìn ra biển. Number 4, swimming pool, bể bơi. And number 5, garden, khu vườn. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lại một lần nữa các em nhé. Unit 10, Houses in the Future. Page 45, Skills 2, Listening. Activity 2. Listen to the conversation again. What is important to Linda? What is important to Nick? Tick the columns. Can you tell me about your dream house, Linda? Well, it's a big villa by the sea. It has a view of the sea. It has a swimming pool and a garden. My dream house is different. Really? What's it like? It's a beautiful flat in the city. It has a park view in front and a city view at the back. Ah, sounds great.
It has a super smart TV. I can watch films from other planets. That sounds great too. But I think it'll be... Ở đây chúng ta đã nghe được thông tin cho các em ngay từ khi mà chúng ta chọn bức tranh thì chúng ta đã hoàn toàn suy đoán được là bạn Linda thì theo bạn ý là một căn hộ trong mơ gồm những có những cái gì rồi đúng không em? Ở đây của bạn Linda chúng ta sẽ thích là 3, 4 and 5. Của bạn Nick là 1 and 2. Chúng ta cùng đến với cái phần script các em nhé. Bạn có thể kể cho tớ về ngôi nhà mơ ước của bạn được không? Ồ, đó là một cái biệt thự lớn cạnh bờ biển. Nó có cảnh biển. Ở đây là của bạn Linda là a view of the sea. It has a swimming pool. Nó có một cái bể bơi và một khu vườn. Tiếp theo của bạn Nick, đó là một căn hộ đẹp trong thành phố. Nó có một view nhìn ra công viên. Nó có view nhìn ra công viên ở phía trước. Trước mặt là công viên và ở đằng sau là quang cảnh thành phố. Vậy ở đây chúng ta đã chọn được hai thông tin tương ứng với mỗi bạn rồi các em nhé. Chúng ta cùng chuyển đến phần tiếp theo. Activity 3. Listen again and answer the questions about their dream houses. Hãy nghe lại và trả lời những câu hỏi về ngôi nhà mơ ước của họ. Ở đây chúng ta sẽ trả lời 5 câu hỏi. Number 1. What type of house does Linda have? Vậy thì Linda có cái loại nhà nào? Number 2. Where is her house? Ngôi nhà của cô ấy ở đâu? Number 3. What is around her house? Xung quanh nhà của bạn ấy có cái gì? Number 4. What type of house does Nick have? Nick có loại nhà nào? Number 5. Where is it? Nó ở đâu? Vậy chúng ta hãy cùng nghe thông tin, chủ yếu là loại nhà, địa điểm của ngôi nhà trong mơ của bạn Linda và bạn Nick các em nhé. Chúng ta hãy cùng lắng nghe. Unit 10. Houses in the future. Page 45. Skills 2. Listening. Activity 3. Listen again and answer the questions about their dream houses. Can you tell me about your dream house, Linda? Well, it's a big villa by the sea. It has a view of the sea. It has a swimming pool and a garden. My dream house is different. Really? What's it like? It's a beautiful flat in the city. It has a park view in front and a city view at the back. Ah, sounds great. It has a super smart TV. I can watch films from other planets. That sounds great too. But I think it'll be... Ở câu số 1 thì chúng ta đã biết được cái loại nhà của bạn Linda. Đó là một căn biệt thự của các em. Tuy nhiên khi trả lời chúng ta sẽ phải chuyển đổi một chút. Ở đây chủ ngữ là Linda. Chúng ta sẽ có thể thay thế bằng she. Động từ chính của ta là từ have. Chia từ hiện đại đơn với chủ ngữ là she, chúng ta sẽ chuyển thành has. Và a big villa là mô tả chi tiết hơn về các biệt thự. It's a big villa. Và chúng ta chuyển đổi là she has a big villa. Cô ấy có một căn biệt thự lớn. Number 2. Where is her house? Nhà của cô ấy ở đâu? Mình có thể trả lời là her house. Hoặc thay bằng đại từ nhân xưng it, hạ trợ động từ xuống và em thêm địa điểm vào. Cụ thể, nhà cô ấy ở bên bờ biển, by the sea. Number 3, có gì xung quanh nhà của cô ấy? Thì đây người ta mô tả khó rõ ràng đúng không các em? Nó có một cái bể bơi và một khu vườn. Chúng ta sẽ trả lời như sau. There's a swimming pool and a garden around the house. Có một cái bể bơi và một khu vườn xung quanh nhà của cô ấy. Number 4. Loại nhà mà Nick có là gì? Thì tương tự như câu số 1, chúng ta sẽ hạ chủ ngữ là Nick hoặc là quy đổi thành đại từ nhân xưng tương ứng để đỡ lặp lại là he. Sau đó, động từ chính là từ have. Ta phải chia động từ thành has và chúng ta xem loại nhà của Nick là loại nhà gì đây? It's a beautiful flat. Đó là một căn hộ rất là xinh đẹp ở trong thành phố, đúng không nào? Vậy thì mình sẽ trả lời như sau. He has a flat. Anh ấy có một căn hộ. Câu số 5, nó ở đâu? Đương nhiên ở đây. Chúng ta đã thấy thông tin ở đây rồi. In the city. Nó ở trong thành phố. Four.
Work in pairs. Discuss your dream house and fill the table. Em hãy làm việc theo cặp. Hãy thảo luận ngôi nhà trong mơ của em và điền vào trong bảng. Ở đây người ta đã đưa ra ví dụ cho mình. Các bạn đã hỏi như sau. What type of dream house is it? Cái loại nhà trong mơ của bạn là gì? It's a palace. Đó là một cung điện. Where is it? Nó ở đâu? It's in the mountains. Nó ở trên núi. Và chúng ta sẽ triển khai các thông tin tiếp nhé. Dưới đây là gợi ý của bài để chúng ta đưa ra cái khung sườn cho bài nói chuẩn bị sắp tới của mình. Type of house, palace, location, in the mountains, number of room, 7, appliances in the house, a robot, a smart TV, maybe, okay? Các em có thể điền các phương tiện ở đây nhé. Các cái thiết bị appliances là các cái thiết bị. Vậy thì chúng ta hãy cùng chuyển đến bài viết. Writing. 5. Use the information in 4 to write a paragraph of about 50 words about your dream house. Hãy sử dụng những thông tin ở bài số 4 để viết một cái đoạn văn ngắn khoảng 50 từ về ngôi nhà trong mơ của em. Ở đây là dàn bài. Loại nhà là cung điện, vị trí ở trên núi, số phòng là 7. Các thiết bị như sau: appliances là thiết bị, a robot, một con robot, cook 3 meals, nấu được 3 bữa một ngày. Talk, có thể nói chuyện được với bạn. And sing, có thể hát được. A smart TV, một cái TV thông minh. Be controlled by voice, được kiểm soát bởi giọng nói. Ask me for favorite channel, hỏi tôi kênh yêu thích của tôi. Ở đây chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được các cái ngôn từ ngữ rất là hữu ích hoặc là cụm từ rất hữu ích. Palace, palace, cung điện. Dream house, ngôi nhà mơ ước. Be controlled by voice, được kiểm soát bởi giọng nói. Smart TV, TV thông minh. Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng dựa vào dàn bài để chúng ta viết nhé. My dream house is a big palace. Nhà trong mơ của tôi là một cung điện lớn. It's see in the mountains, nó ở trên núi. Bây giờ chúng ta sẽ viết đến số phòng nhé. Có, nó có bao nhiêu phòng? Chúng ta sẽ viết là it has 7 rooms. 7 big room, 7 large room, a living room, 2 bedroom, 1 kitchen, 2 bathroom, and 1 in one dining room. Tiếp theo là viết đến các cái phương tiện, đúng nào? In this palace, I will have a robot and a smart TV. The robot will have me to cook 3 meals, talk with hot to me, talk and sing. Why the TV will be, might be, chúng ta ghi là có thể, might be controlled by voice. Ask me for favorite channels. Yes. Cô dịch bài văn. Đoạn văn. Ngôi nhà trong mơ của tôi là một cung điện lớn, nó trên núi. Nó có 7 phòng rộng, 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 cái bếp, 2 phòng tắm và 1 phòng ăn. Ở trong cái cung điện này, cô biết thiếu nhé. Ở trong cung điện này, tôi sẽ có một con robot và một cái TV thông minh.
Robot sẽ giúp tôi nấu 3 bữa ăn một ngày, nói chuyện và hát. Và nó có thể nhé. And it can. Trong khi cái TV thông minh thì có thể được kiểm soát bởi giọng nói, hỏi và nó có thể hỏi tôi những cái kênh mà tôi thích. Ở cái phần này các em có thể tự đưa ra cái thông tin liên quan đến cái ngôi nhà trong mơ của mình, không giới hạn theo dựa trên cái suy nghĩ của em nhé. Dựa trên cái suy nghĩ của em. Rồi, đây là bài viết của cô. Ngoài ra chúng ta có thể tham khảo thêm bài viết trong chương trình nhé. Ngôi nhà trong mơ của tôi là một cung điện lớn. Nó ở trên núi. Nó được bao quanh bởi rất nhiều cây. Nó có 7 phòng, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 1 phòng bếp và 1 phòng khách. Có một cái bể bơi lớn ở đằng trước. Tôi có một vài con robot ở trong cái cung điện. Chúng sẽ giúp tôi lau chùi nhà cửa, nấu ăn, tưới nước cho hoa. Tôi rất vui khi được sống trong cung điện của tôi. Và hôm nay của chúng ta kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các em trong bài học tới. Đừng quên đăng ký kênh của cô để tiếp tục nhận được nhiều bài giảng thú vị hơn trong tương lai, cũng như là chuẩn bị ôn tập thật tốt cho những bài kiểm tra sắp tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em.